Xin chào mọi người. Hai cha con đang trên đường đi học về. Trời bão tuyết. Ba hai ơi. Đang tháng 4 mà tuyết rơi như vậy nè. Thiệt tình luôn á. Sao bây giờ? Tháng 4 mà tuyết rơi dữ quá ta. Mưa đá rồi tuyết đi xèo á. Thời tiết kỳ cục quá. Đây, quang cảnh hai cha con đi đây. Bây giờ nó bớt rồi nè. Hồi nãy nó mới mưa đá xong. Sau đó là nó chuyển qua tê tuyết rơi. Hey, không có biết sao. Đạp xe đạp không nổi nữa, bây giờ là xách xe đạp đi nè. Cắm đi anh. Rồi, đuối lắm rồi. Bây giờ mình đang ngồi trong xe. Thời tiết rất là vui luôn. Coi nè, mưa đá. Hả? Áo rớt lụp bộp vậy đó. Hết tuyết rồi chuyển qua mưa đá. Mà chết. Hải em. Hải chứ đi. Ai á? Ba hả? Hải. Ba hả u. Hải. Ba hả? Yeah. Hôm nay mặc đồ đi đâu á? Hôm nay mặc đồ đi chơi á hả? Ồ. Em ơi. Em ơi. Em ơi. Em ơi. Em ơi. Ồ ồ. Em mặc đồ đi đâu chơi á? Ồ. Xin chào mọi người. Hôm nay hai cha con đi coi thăm mấy con lama ha. Đây con Vision. Lama. Lama là giống như con lạc đà. Như là con trời gấu bông vậy đó. Rồi, cảm ơn mọi người quay nha. Bây giờ anh coi cho nó cắn. Bữa mình cái tập đầu tiên mình có quay á, cái tập thăm bạn thân. Sao bị sệt. Dễ thương không con? Giống gấu bông không? Ôi có người quăng cho gà rốt nè. Yeah. Nè có tóc có mái nè ngoài nè. Đẹp trai không? Hay con. Hai. Có mấy bạn hỏi cái giống con chó không? Yeah. Con này không phải là con chó nha mọi người. Con Lâm à. Là một cái như họ hàng với lạc đà sao. Đưa cái tay cho nó cạp nè bây giờ. Đây 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 bà rờ cho. Cắt. Come in. Ra đây ra đây. Rờ rờ tí. Tóc mái ngố đây là đó. Đây gọi là đầu cắt môi nè. Thấy không? Đầu đây mới là đầu cắt môi. Dài quá là nát đầu à. Bây giờ hai con nữa kìa con. Bây giờ con đen nữa kìa. Bây giờ có con đen nữa kìa. Mình thấy giống chó không? Thấy không? Con này là con nó biết phun nước miếng á mọi người. Vô em biết chân. Này năm ngoái không gặp rồi, năm nay mới gặp lại. Hai con. Bây giờ bye bye đi về con. Bye bye đi. Bye bye. Nghĩ có bảy mà đợi. Chưa được coi club đây nè. Chưa được coi club đây nè. Đi kênh đi. Bye coi. Lắp lên em, yes cái nó. Cái ốp trời quá ha. Cái con không? Yeah, cái kia kìa. Yeah. Mua ra một lắp nó cả. Một lắp lên em. Yeah, lắp. Yeah.
Ủa, nó sứ vô. Lắp lên em. Thì ok. Đây co nào đi cười. À nó đây rồi nè. Ây da. Chạy. Ba dép. À spứt rồi. À, nó phun nước miếng em mà. Rồi con này đại ca nè. Hai cắt cái đầu xấu quá. Ủa làm gì vậy? Dạ clap mình lên nó sư lên rồi, clap lên. Giờ để cơ lý mới mình lên. Clap lên đi. Thế. Cảm ơn. Rồi phụ huynh. Thì cơ nét lên cơ. Để bà xíu con, để xíu. Bà clap phụ huynh. Bà stay hold up. Tính cưới rồi. À giờ đến bắn bốc kìa. Nó cưng đi. Nó chán mày mà rồi. Mà sẽ đâu đi. Nó ok. Đó là sao sơn mà. Đây là một bữa sáng hàng ngày sau khi mình ngủ dậy. Này bạn Vinh cho tài vào bếp. Đây là gà xào rau, trứng chiên, này bóp vào liền, tiếng Việt là gì quên rồi, cải xanh nè. Đây là em mà chiên. Cầm ít cây tảo mà. Đây là đi làm hai ba chóp. Đây là nuôi hai đứa con. Đây là nước cấp điện. Yeah. Và đây là cục gian với đồng. Hải em. Có chi có chi có chi. Cái nằm chơi đây là vui không? Này là cái chỗ hai giờ lý là nằm chơi. Ôi. Em ơi. Hải em ơi. Hải. Ai á? Tôi á. Bà nói một chi này ra. Ừ hai. Em á hả? Ừ. Hai tươi. Cười không? Nói mấy câu là cười liền. Hello. Em mới có 2 tháng tuổi à. 2 tháng rưỡi, gần 3 tháng rồi. Ừ, mà em không chuyện quá trời luôn. Em gì chuyện thấy bà luôn á. Em gì chuyện thấy bà luôn á. Ừ, yeah. How 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 how. Rồi, vậy thôi. Tại dạo này bận quá. Đi làm về túi bụi mặt mũi. Đây là phòng khách gọn gàng, mình mới hút bụi xong. Đây là phòng ngủ. À tứ em mà gọn à. Ôi xin khóc. Khóc không? Ủ. À bắn bụng bự à. Đây là phòng miếng trên. Đây là khúc này bự bộn nhất của nhà đây. Đây là đống đồ chi dọn. Đến lát nữa rảnh là mình mới mà sẽ sắp đồ ha. Thì ăn uống rồi nè. A few moments later. Cái đó chị với chui không? Anh chào. Em muốn nói gì? Tôi mới có 3 tháng mà tôi nói chuyện hả? Tôi nhiều chuyện như vậy á hả? Mới 3 tháng là tôi vương chuyện nè. Anh chào. Muốn nói gì? Nói gì chứ? Nói là hát vậy. Em nhói em hát vậy.
Tôi mới có 3 tháng tuổi mà tôi nói nhiều vậy hả? Tôi mới có 3 tháng tuổi mà tôi nói nhiều quá vậy hả? Tôi nhiều chuyện lắm luôn á hả? Em có nhiều chuyện không? Em có nhiều chuyện không? Nhiều chuyện lắm á hả? Em nhiều chuyện lắm á hả? Nói cái gì? Anh Hao có giá bụng không? Tôi muốn đi chơi á hả? Mày mốt về Việt Nam chơi nha. Mày mốt em về Việt Nam chơi nha. Ok luôn.